Trời ơi, con sâu bốn sừng nở chưa? Con bướm á, nó có màu trắng, màu đen, màu vàng. Thôi thôi, coi liền. Ồ, bữa nay lặt mắm ai luôn ta. Thôi cái gì vậy? Cái gì vậy? Con sâu bốn sừng này á. Ủa, sâu gì mà bốn sừng? Không biết luôn á. Thôi bây giờ mình nuôi nó đi để mốt con nó thành con gì. Thành con rồng nó đốt cháy nhẹ mà luôn. Ồ, con sâu bốn sừng nó đang ăn lá này các bạn ơi. Mình sẽ nuôi nó trong cái lon này nha, để coi sau này nó nở thành con gì, liệu nó có thành con bướm hay không. Rồi cho em cập nhật tình hình con sâu bốn sừng cho các bạn xem đi. Rồi đây, để em chốt cái này ra. Đâu, đâu rồi, sâu bốn sừng đâu rồi? À đây nè, cái đầu nó nè. Ủa? Đầu sâu bốn sừng nè. Ủa, còn nó đâu? Còn sao đâu? Ở đây nè. Ôi. Ủa, nó biến thành con gì vậy? Con sâu bốn sừng bây giờ nó đã trở thành cái kén rồi các bạn ơi. Wow. Đó, dữ thiệt. Vậy là còn vài bữa nữa là nó sắp nở thành con bướm hay con gì rồi đó. Wow. Ừ. Cái đầu của nó ghê quá hả? Ừ, cái đầu nó nè. Sao ngộ ha. Nó nở xong rồi cái đầu nó gì nè. Rồi nó thành như vậy. Ở đây mình có một cái kén nè, cho nên bây giờ mình sẽ nuôi nó luôn coi. Ừ, ờ, đúng rồi. Thành con gì? Cái kén này sao lạ vậy ta ha? Ủa, chắc này cũng là con sâu hướng dữ á. Không biết nở thành bướm gì luôn á các bạn ơi. Đây, mời các bạn cùng đón xem tập sau nha. Tập sau là mình có một cái kén rất là huyền bí với cái con sâu bốn sừng này nha. Thử coi nó nở thành con gì. Không biết hai cái kén này nó thành con gì nữa. Các bạn nhớ đón xem tập sau nha. Các bạn ơi, cái kén của con sâu bốn sừng nó đã nở thành con bướm rồi nè. Để mình dở ra nha. Từ từ, dở ra để chị bật thử lại cho. Rồi chuẩn bị dở đi. Cô chừng nó bay nha. Đó, gì đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ở đây. Rồi, để quay vô cho các bạn coi. Để cho nó bay vô cái bông mủ luôn đi. Mình cho nó bay vô bông mủ rồi lát mình quay xong mình thả ra nha. Đây, trời ơi. Con bướm màu nâu các bạn ơi. Thôi. Con sâu bốn sừng nó nở thành con bướm màu nâu. Đâu, khoan, trước khi mình coi cái kén nó nở để mình trút ra cho các bạn coi nha. Nè, còn cái kén nữa đâu? Cái kén nó đâu rồi? Nè, kén nè. Wow, nó nở đây nè. Nè, kén nè các đó, bạn. Cái kén cũ nó nằm đây nè. Cái con này đâu rồi? Rồi cái con sâu xanh mới hởm. Các bạn thấy không? Con sâu xanh mà nó nở thành con bướm màu nâu các bạn ơi. Bướm màu nâu. Nó có qua văn màu nâu nè. Con sâu xanh bữa hởm nó nở là cái kén này. Rồi đây là con sâu bốn sừng nè, nó chưa nở. Các bạn chờ phim nha, để mình nuôi nó tiếp để coi nó nở thành con gì. Em hồi hộp quá, không biết con sâu bốn sừng nó nở rồi không biết thành con bướm màu gì nữa em. Đúng rồi. Đây con sâu xanh nở thành con bướm màu nâu. Đẹp phải chưa? Bây giờ mình thả nó đi anh hai. Rồi anh đếm tới ba là thả nó nha. 1, 2, 3 đi bay ơi. Trời ơi, con sâu bốn sừng nở chưa? Trắng, màu đen, màu vàng. Ôi, coi liền. Chuẩn bị. Ê, chừng nó bay nha, Ê, trời ơi, nó bay kìa. Vô rồi. Ôi, bướm đẹp chứ vậy. Wow. Bướm màu gì? Ôi, đẹp vậy. Wow. Con bướm này xịn nha, đúng là sâu bốn sừng có khác. Nhìn hồi nãy xém làm nó bay đi rồi đó, hên là gì. Ôi, hên đó nha, hên là có chị Trang đó. Đâu, review cho các bạn coi coi. Ôi, bướm gì sọc quá tay sọc, đẹp dữ vậy, đúng là bốn sừng có khác nha. Rồi hai chị bây giờ mình bắt ra luôn đi. Để em coi cái tổn nó xinh nè. Đúng rồi, trút ra. Nè. Đâu rồi, đây. Trời ơi. Đâu rồi. Màu trắng luôn các bạn ơi. Ừ. Trắng luôn. Đây nè. Cái ổ đó. Rồi bây giờ bắt ra review cho các bạn coi trong một mũ không có thấy đường. Ê nè các bạn ơi, các bạn thấy rõ không? Con sâu bốn sừng của mình nở thành con bướm đây nè. Con bướm nó có hai sừng các bạn ơi. Không, em thấy nó ở phía sau nó của một hai sừng nữa là bốn sừng. Ủa, sừng mọc sâu đến đít hả, kỳ vậy? Hai sừng bốn sừng luôn. Rồi cánh. Ở kia đó là cái cánh đó. Cái trên đầu nó là hai cái sừng á. Thôi bây giờ là mình bắt ra mình thả nó đi. Bây giờ mình thả phóng xanh nó đi. Rồi chút xuống, bay đi. Rồi bay rồi. Ủa sao nó không bay, nó đậu lại đi ta. Ôi cái cánh nó đẹp ghê luôn á. Đẹp
Ui, ui, trong đây nó có màu trắng trắng gì nè. Ủa, có sọc gì đó. Ui, ui. Hình như nó này nó bay được nó chắc, nè. Chắc nó mới nở, nó bay chưa kịp à, mình để từ từ đi cho nó tầm bay. Thôi thôi, mình đừng ghẹo nó, để từ từ nó quen với môi trường là nó sẽ bay được. Rồi thôi, đừng ghẹo nó nha.